Hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài đầu tiên nhé, về lý thuyết. Chúng ta sẽ học về chính ra lý thuyết này là giới thiệu về môn học, nhưng nó không có nhiều lắm. Thì tôi sẽ bắt đầu luôn bằng các phương tiện trong chẩn đoán hình ảnh. Hôm nay chúng ta sẽ học học bây giờ học liên tục cho đến khoảng 10 giờ, các em giải lao nửa tiếng. Sau đó thầy Lĩnh sẽ giảng tiếp cho các em các khái niệm về siêu âm, kiến thức về siêu âm. Buổi chiều thì tôi sẽ giảng cho các em từ 1 giờ và sẽ cố gắng đến chừng 2 rưỡi, 2 giờ 30 hoặc hơn một chút thì là xong, bởi vì tôi có cuộc họp. Sau đó thì các em sẽ có học buổi chiều chắc là từ 5 giờ với anh Tường nhé. Môn học đó, thì các em sẽ về lý thuyết, các em học trong chừng khoảng 3 ngày. Sau đó thì chắc là dịch ổn các em sẽ đi học về thực hành, thì chắc là chương trình thực hành sẽ ngắn hơn, không phải 2 tuần nữa, tôi nghĩ như vậy. Thế thì trước trước Tết thì đã có 2 nhóm đi học, 2 hoặc 3 nhóm tôi không nhớ lắm, lý thuyết rồi. Và tuy nhiên thì hôm nay sẽ giảng lý thuyết cho cả cả lớp. Về chương trình học thì các em trong vòng 2 tuần cả lý thuyết và thực hành đấy, các em sẽ được học những cái kiến thức tương đối cơ bản về chẩn đoán hình ảnh. Xin lỗi, các em nghe có rõ không? Feedback thường tôi. Dạ có, chị nghe. Các em sẽ học được cố gắng những cái kiến thức tương đối cơ bản trong vòng 2 tuần để sau này các em có một cái định hướng, cũng như sau này về đi làm hoặc học thêm gì đó, các em sẽ có những khái niệm tương đối cơ bản để hiểu về chẩn đoán hình ảnh. Thế thì hôm nay đầu giờ tiết đầu tiên tôi muốn giảng các em về các phương tiện trong chẩn đoán hình ảnh rất quan trọng đối với các đối với lâm sàng, thì không nói nhưng với cận lâm sàng, thế là chẩn đoán hình ảnh, thì các phương tiện nó là cái thiết bị chính trong cái chuyên ngành này, cho nên chúng ta phải nắm được những cái các phương tiện đến bây giờ có những cái máy nào, những cái thế hệ nào, những thiết bị nào đang được thực hành y khoa trong các bệnh viện lớn, các em được biết. Để nói về các phương tiện thì chúng ta xin lỗi, tôi sẽ cho nó lớn lên. Với chẩn đoán hình ảnh thì có hai lĩnh vực chính các em ạ. Một là về hình ảnh giải phẫu, các em vẫn vẫn dễ dễ hiểu, đó là những cái hình ảnh CT, MRI, X-quang, siêu âm, vân vân. Về giải phẫu, sự khác biệt về giải phẫu sẽ giúp cho các em chẩn đoán được bệnh lý. Còn một lĩnh vực khác đó là hình ảnh học về chức năng. Khi mà có bệnh lý thì nó sẽ thay đổi một số những cái chức năng. Trong chẩn đoán hình ảnh chúng ta có thể khảo sát được, ví dụ như liên quan đến những cái y học hạt nhân, liên quan đến chuyển hóa, thì đã có một số lĩnh vực, một số những thiết bị đã được chẩn đoán, đã được thực hành, còn một số lĩnh vực còn đang trong cái quá trình nghiên cứu đó, ví dụ như là PET hay là SPECT. Xạ hình xương cũng là một trong những cái hình ảnh học về chức năng đấy em ạ, PET CT, PET MRI, vân vân. Khi có bệnh lý nó thay đổi về chuyển hóa, cụ thể nó thay đổi về những cái hấp thụ những cái một số những cái chất, rồi thì về cung cấp oxy, sự khác biệt vân vân, nó dẫn đến thay đổi về về chuyển hóa. Thì chúng ta kết hợp với một số những cái chất đồng vị phóng xạ gắn với chất chuyển hóa, chúng ta sẽ phát hiện được những cái bất thường và từ đó có chẩn đoán. Chúng ta sang cái thiết bị đầu tiên, đó là máy X quang. Máy X quang có từ rất lâu rồi, từ thế kỷ trước, đầu đầu thế kỷ trước, và từ đó đến nay nó gắn liền với thực hành y khoa. Bác sĩ không thể thiếu được cái phim phổi, đó là một trong những cái mà nó đi cùng với thực hành y khoa của tất cả những người hành nghề y. Một bệnh nhân đến không thể không có chụp phim, nhất là phim phổi, và đến bây giờ nó vẫn như một con mắt, thêm một cái con mắt cho thầy thuốc. Vậy thì máy X quang được phát hiện đầu tiên bởi ông Röntgen.
Cái này thì phát hiện một cách tình cờ thôi. Tình cờ phát hiện được cái tính chất của cái tia X. Đây là những đặc tính của tia X. Các em sẽ có cái bài giảng này. Tôi sẽ đưa lên trên mạng và các em sẽ có cái bài giảng này. Đây là những tính chất. Tôi sẽ không nhắc lại, các em có thể học xem trên PowerPoint. Đó là khi em phát hiện ra cái tia X, nhưng mà để ứng dụng rộng rãi ở trong thực hành y khoa thì cần những cái phát minh sáng chế khác nữa. Cụ thể là cái đầu đèn rất quan trọng. Có đầu đèn rồi thì chúng ta mới tạo ra được những cái máy phổ biến, phổ thông để ứng dụng trong thực hành y khoa. Và đầu đèn là một trong những cái thiết bị rất đắt tiền. Trong cái máy y khoa nó chiếm một nửa cái giá trị. Cũng như là khi phải thay đầu bóng, là thay cái bóng đèn là mất một nửa cái giá trị của cái máy. Đây là cái sơ đồ, một cái sơ đồ về hoạt động của cái đầu bóng, của cái bóng đèn tia X, bóng đèn X quang. Mục đích của nó là để tạo ra tia X và làm sao để có một cái filter để nó đi thẳng, những tia X thì nó đi thẳng. Khi tia X đi thẳng, nó sẽ tạo ra hình ảnh một cách đồng nhất và nó không gây ra những cái tia thứ nhiều. Tia thứ càng nhiều, tia nó đi không tập trung vào bệnh nhân, tập trung vào phim, nó đi, nó phát tán thì càng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế và những bệnh nhân khác. Bởi vì đặc tính của tia X nó đi như là ánh sáng vậy, nó có sự khúc xạ, phản xạ, khúc xạ lại cái mặt phẳng mà nó tiếp xúc, cho nên càng hạn chế được những tia thứ càng tốt. Đó, đây là một cái sơ đồ để khi chúng ta chụp một bệnh nhân, ví dụ đây là chụp phổi, tia X sẽ đi qua cái lồng ngực của bệnh nhân. Tùy cái cấu trúc của phổi của bệnh nhân, cấu trúc xương, cấu trúc mô mềm, cấu trúc khí, cấu trúc mô mỡ, vân vân, nó khác nhau mà nó hấp thụ cái tia X khác nhau. Và cái tia X còn lại khi đi qua khỏi cơ thể để tác động vào cái phim, cái cassette, sau khi mà đi qua bệnh nhân ấy, thì nó mật độ tia X khác nhau, từ đó chúng ta có được cái hình ảnh. Ví dụ khi đi qua mô phổi thì nó hấp thụ rất ít, cho nên tia X nhiều, và tia X nhiều thì cái phim sáng, tức là có màu đen nó sẽ sáng hơn, cho nên chúng ta thấy mô phổi nó khác, mô xương nó khác, và mô mềm trung thất nó khác, vân vân, tạo ra hình ảnh X quang của phổi như chúng ta đã thấy. Và cái tia X, cái máy X quang đó ứng dụng trong cái y khoa như thế nào, hay ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày như thế nào, thì có rất nhiều ứng dụng. Chúng ta sẽ có những cái trong thực hành y khoa đấy, có soi, có chiếu, có chụp, và sau này là ứng dụng trong y khoa can thiệp, hay trong một số những cái chuyên ngành sâu như là chụp răng, chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú, hay trong an ninh, tức là khi đi qua sân bay ứng dụng nhiều nhất. Đây là cái ứng dụng trong ngành y, soi, chiếu, chụp. Chiếu và soi cũng là một, và nó giúp cho thầy thuốc nhìn được cái hình ảnh của thuốc cảm quang khi đi vào trong cơ thể, bơm vào trong cơ thể, bơm vào các bộ phận thì nó đi di chuyển như thế nào. Ví dụ người ta chụp một cái đại tràng, người ta bơm thuốc qua hậu môn, thì thuốc cảm quang này sẽ đi vào khung đại tràng như thế nào, di chuyển ra làm sao, người ta quan sát được. Và như vậy giúp cho thầy thuốc chẩn đoán được cái hình ảnh động, chứ không phải hình ảnh tĩnh, hình ảnh động nó sẽ tốt hơn. Và khi nó đã thành một cái hình rồi, người ta sẽ biết được ở đâu nó bị cản lại, ở đâu nó khuyết. Và khi đã thành một khung đại tràng rõ như thế này, người ta sẽ chụp và người ta soi chiếu ở các tư thế khác nhau cần thiết, người ta sẽ ghi hình lại. Hay khi mà cho uống 3 lít qua thực quản đấy, thì người ta sẽ xem là cái 3 lít nó rơi xuống như thế nào,
Một số bệnh lý sẽ có những hình ảnh chuyển động nó khác nhau của cái varip ở trong thực quản. Đây là hình ảnh của đại tràng. Khi có khuyết như thế này, đây là cái u đại tràng. Và người ta sẽ xoay ở các tư thế chiếu nhìn thấy nó rõ rồi, người ta mới chụp để ghi lại hình ảnh cái tổn thương cho nó rõ, chứ không chụp mờ, không chụp mù. Đó là soi chiếu để chụp. Và đây là các thế hệ hay là những cái đời hay là những cái sự phát triển của thiết bị chẩn đoán hình ảnh, trong đó là máy X quang, máy thông thường đầu tiên, sau này người ta chế ra những máy di động. Đầu tiên là những cái máy cố định người ta đặt ở trong các phòng chụp, sau này người ta chế ra cái máy di động để nó linh động hơn, để chụp ở những cái trong trường hợp mà bệnh nhân không đẩy xuống phòng X quang được, hay chụp ở phòng cấp cứu, hay chụp ở phòng mổ, hay chụp tại giường những trường hợp mà bệnh nhân nặng không di chuyển xuống phòng chụp X quang được. Máy này là thiết bị nhỏ gọn. Hay máy tăng sáng truyền hình, cái này để nó soi chiếu chụp được tốt hơn. Những thiết bị này hiện đại giúp cho bác sĩ chẩn đoán nó dễ dàng hơn. Rồi từ những máy quang thông thường như vậy, sau này phát triển với sự công nghệ, với phát triển của công nghệ số hóa thì chúng ta có máy CA, máy DA, vân vân. Đó, đây là những hình ảnh của những cái máy mà bây giờ đang được thực hành y khoa trong các bệnh viện. Máy quang thông thường. Đó, chúng ta thấy có cái đầu đèn, cái cassette. Khi bệnh nhân chụp nằm thì cassette này sẽ cho xuống dưới. Khi chụp đứng sẽ bẻ đầu đèn ra vuông góc và cassette sẽ đứng ở đất, sẽ đặt ở cái giá đứng như thế này. Đây là máy quang di động nhỏ gọn. Đây là máy tăng sáng truyền hình. Tức là bệnh nhân vào đây nằm ở trong cái bàn chụp này sẽ được xoay chuyển các tư thế. Ở ngoài sẽ có một cái màn hình để theo dõi bệnh nhân và quan sát những cái chiếu chụp. Khi được cần thiết chụp thì từ ngoài chúng ta có thể vẫn chụp mà không cần phải đi vào bên trong, thay đổi cái tư thế của bệnh nhân từ bên ngoài, điều khiển máy từ bên ngoài. Đây là cái hệ thống DIA hiện đại, DIA trực tiếp đấy. Chúng ta sẽ có một cái đầu đèn ở trên, ở dưới là một cái detector và bàn bệnh nhân ở dưới đây. Các em nghe em tắt cái micro. Nếu nghe không rõ hay là có cái gì cần feedback lại thì các em cứ nói nhé. Đây là hệ thống DIA. Hệ thống này rất hiện đại và rất đắt tiền. Ví dụ máy quang thông thường này nó chừng 1 tỷ thì cái máy DIA này từ 5 đến 8 đến 8 tỷ tùy cái cấu hình. Và cái DIA này đó thì nó rất hiện đại. Những cái quang thông thường này ngày trước chụp khi chưa có hệ thống CA số hóa đấy thì người ta phải chụp xong đó thì lấy cái phim là phim nhạy sáng đấy, để rửa thì mới ra phim. Còn bây giờ thì hệ thống DIA nó số hóa rồi, cho nên cái tấm cassette không phải phim nữa mà nó thay bằng một cassette số hóa, giống như các em chụp camera kỹ thuật số vậy, rất nhanh, không cần phải rửa nữa, số hóa hết. Thì cái DIA này rất đắt tiền. Thế thì nằm giữa cái quang thông thường và cái DIA này đó thì có hệ thống CA. Hệ thống CA này đó, hệ thống CA này hoạt động như thế này. Hệ thống CA này có một cái đầu đọc cái cassette số hóa này, và có các tấm cassette lớn nhỏ khác nhau. Khi đi chụp cho bệnh nhân ở máy cố định cũng như máy tại giường, kỹ thuật viên sẽ mang cái cassette này đi đặt ở dưới bệnh nhân. Ví dụ đây là chụp tại giường, chụp nằm, đặt ở dưới, rồi cái đầu đèn ở đây, sau khi chụp xong mang cái cassette về cắm vào đầu đọc, nó sẽ hiện hình lên qua một cái tấm, một cái monitor. Kỹ thuật viên sẽ điều chỉnh
sáng tối cân chỉnh, sau đó bấm nút in phim ra cái phim. Tất cả quy trình này không kể lúc đi chụp thì mất chừng vài phút, nó rất nhanh. Ngày trước nó khác hoàn toàn là không có hệ thống số hóa này đó, thì cái tấm cassette này không phải số hóa mà là tấm cassette có tấm phim đặt ở bên trong. Sau khi chụp xong, kỹ thuật viên sẽ phải ngâm vào một cái dung dịch để rửa phim. Dung dịch này sẽ hoạt động tương tác trong khoảng nửa tiếng, hình nó sẽ hiện lên ở trên tấm phim. Sau đó phải sấy khô thêm 1-2 tiếng đồng hồ nữa. Và như vậy thì bệnh nhân chụp buổi sáng, buổi chiều mới có kết quả. Và nếu chẳng may mà có bị hư, có thể là do bệnh nhân di chuyển, bệnh nhân cử động, hoặc là không có nằm yên ở đấy, không hít thở tốt ấy, vân vân, không hợp tác tốt, hay những thông số của kỹ thuật viên đặt không được tốt, sẽ phải thay đổi, sợ hư phim non quá, già quá, vân vân, thì phải chụp lại, rất mất thời gian. Có thể là đến buổi chiều chụp, ngày hôm sau mới được có kết quả. Thế nhưng bây giờ thì chụp trong vòng một vài phút là đã có kết quả rồi. Có phim ấy, chứ còn nếu mà để biết xem cái chụp có hư phim hay không thì chỉ có trong vòng vài giây, một phút thôi là đã biết rồi. Đây là hệ thống CA. Chứ hệ thống DA thì tức thì biết được ngay chụp chuẩn hay không, cần phải chụp lại hay không là biết rồi. Giống như các bạn chụp cái smartphone vậy. Đó, đây là cái hệ thống CA, nó nằm giữa cái hệ thống DA số hóa trực tiếp với máy quang thông thường ngày trước. Còn một cái giải pháp nữa, nó rẻ tiền hơn nhưng cũng tốt hơn, đó là cũng máy quang thông thường này, người ta có những tấm cassette số hóa nhưng mà cố định gắn vào đây luôn. Và những tấm cassette này sẽ có những cái mạng dây nối ra một hệ thống máy tính, có thể bằng dây hoặc là wifi. Nó là giải pháp thay thế cái máy trực tiếp này. Máy trực tiếp này nó đắt tiền. Đây là cái detector mà nó gắn ở đây cố định. Còn cái này nó có thể là rút ra rút vô được, di chuyển được, thay thế được. Do đó nó rẻ tiền hơn cái máy mà hiện đại này. Cái này chừng khoảng độ vài ba tỷ là đã có thể chụp tốt rồi. Cho nên giải pháp thay thế cái hệ thống DIA hiện đại này. Thì nói về những cái sự thuận lợi của X quang số hóa phát triển công nghệ đấy, thì nó đây ngày trước nó so sánh giống như các em chụp hình vậy. Ngày trước khi mà chúng ta chưa có cái camera kỹ thuật số thì các em phải dùng một máy cơ, ví dụ đây là một cuộn phim, thì cũng tương tự như vậy, cuộn phim này cũng là cái tấm phim cassette mà chụp trên máy qua phải đi rửa đó. Thì đây cái tấm phim 36 kiểu này ngày trước máy cơ đó cũng phải chụp xong đi rửa xong nó mới hiện hình lên. Ví dụ các em đi chơi Vũng Tàu chẳng hạn, các em chụp một kiểu ảnh, một cuộn phim 36 kiểu như thế này, xong nó về các em rửa ra, nếu mà chụp tốt thì nó còn có hình rất đẹp. Còn nếu mà không có kỹ thuật tốt lắm hoặc một lý do nào đó nó hư phim thì các em mất toàn bộ tấm phim, toàn bộ cuộc đi chơi là không còn hình ảnh để lại. Nhưng bây giờ các em có máy smartphone hoặc là camera kỹ thuật số thì các em chụp rất dễ dàng, các em ngắm chụp đẹp mà có ngay, không thích thì chụp lại, xóa đi chụp lại, nó là rất nhanh trong vòng một vài giây thôi, nó rất là dễ dàng. Đó là máy X quang và các thế hệ của nó. Bây giờ chúng ta sang một cái thiết bị khác rất ứng dụng rất tốt ở trong cái can thiệp, đó là máy DSA. DSA là viết tắt của DSA là digital, cái S này là digital, chết xong tôi quên cái S. Đây là angiography. Digital, cái này là xóa nền đây. Tôi quên mất cái tắt là cái gì rồi, lâu lâu hay quên như vậy. Subtraction, các em. Digital subtraction angiography, chụp mạch số hóa xóa nền. Đầu tiên nó chỉ là một cái hệ thống
siam hình cánh tay như thế này, cũng là một cái đầu đèn, và đầu đèn ở dưới, xin lỗi các bạn, ở trên một cái detector, tương lấy mã số hóa. Sau đó thì có một cái hệ thống computer và một cái màn hình để cho thầy thuốc coi để can thiệp. Cái này ngày trước can thiệp rất nhiều, từ cả xương khớp đến mạch máu vân vân. Sau này có những máy móc phát triển, đó là những cái máy DSA hiện đại hơn. Chúng ta thấy đấy, cái cánh tay hình chữ C này nó treo ở trên trần rất là linh động, cơ động. Rồi cái bàn cũng rất là cơ động chứ không phải ngày trước. Cái bàn sẽ đẩy ở giữa cái siam như thế này, và cái bàn nó không được linh động lắm và thao tác rất là khó khăn. Rồi hệ thống computer, màn hình của nó rất phong phú và rất là hiện đại, phần mềm rất là tốt, giúp cho thầy thuốc can thiệp rất là thuận lợi. Sau này có hệ thống hai bình diện, biết đây hai bình diện, và cái này thì nó lại càng giúp cho thầy thuốc can thiệp thuận lợi hơn nhiều. Tại sao phải cần hai bình diện? Tại vì là một lần chụp sẽ được hai hình luôn. Và chúng ta biết ấy, là cái trong cái can thiệp mạch máu, nhất là mạch tim cũng như là mạch thần kinh, thì người ta phải quan sát nó ở hai góc độ, bao giờ cũng thế. Cái máy một bình diện này thì phải thao tác hai lần, nhưng máy một bình diện này thì thao tác một lần đã được hai hình rồi. Ví dụ chụp một cái mạch thần kinh, người ta phải chụp thẳng và chụp nghiêng, hay chụp một cái động mạch vành, người ta phải chụp hai tư thế. Một cái mạch máu tổn thương hay không, người ta phải chụp hai tư thế mới biết được, bởi vì nó hẹp nịch tâm các em, cho nên là bao giờ chụp hai tư thế. Nếu như một bình diện, người ta mất gấp đôi thời gian để can thiệp, để chẩn đoán, thì hai bình diện này nó sẽ giảm rất nhiều thời gian, và như vậy thì cái thành công sẽ cũng sẽ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, biến chứng sẽ giảm hơn. Và tất cả những thiết bị này ở bệnh viện thống nhất đều có cả, đã mua đủ tất cả những thiết bị này và đang hoạt động hết công suất. Thế nói về cái máy X quang can thiệp thì những lĩnh vực nào chúng ta cần phải can thiệp rất nhiều các em nhé. Ví dụ như can thiệp tim mạch thì có can thiệp mạch nội biên, can thiệp mạch vành, hay trong ung bướu thì có can thiệp làm tắc mạch, cũng như là khi tắc mạch như vậy thì nó sẽ cho thuốc chống ung thư vào trong cái khối đó. Thì có rất nhiều lựa chọn để không phải mổ nữa mà có thể can thiệp qua da thôi, hay thần kinh, cuộc sống, can thiệp về gan mật, phần phụ, vân vân, rất nhiều lĩnh vực để can thiệp. Sau này khi các em đi ra bác sĩ rồi đó, về làm các lâm sàng, các em sẽ thấy rằng mỗi lĩnh vực của mình đều có thể có bệnh nhân can thiệp bằng chẩn đoán hình ảnh, mà nó sẽ giúp cho cái có nhiều lựa chọn trong điều trị bệnh lý. Một cái ví dụ, đây có rất nhiều cái ví dụ, nhưng một cái ví dụ phần phụ chẳng hạn, phần phụ đây nó là cái ví dụ một cái u hay là một cái u sơ đi, tiền liệt tuyến chẳng hạn, ngày trước người ta phải mổ, nhưng ngày nay thì người ta can thiệp qua da làm tắc mạch, bởi vì khối u sơ như vậy có rất nhiều mạch máu và nó làm cho khối u nó phát triển nhanh hay gây ra những triệu chứng về chảy máu. Nếu như bác sĩ can thiệp chỉ cần làm tắc, chọn lọc cái mạch máu mà nó nuôi cái khối u đó, thì khối u nó sẽ ngừng phát triển và giảm cái mất những triệu chứng về xuất huyết, chứ không cần phải mổ nữa. Một lựa chọn rất là đáng để cân nhắc. Trong khi mổ đó là một phẫu thuật, không ai muốn phải phẫu thuật cả. Còn nếu như có lựa chọn khác, người ta sẽ lựa chọn cái đó nếu như không có chống chỉ. Mà một cái can thiệp qua da một cái khối u sơ như vậy chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, và bệnh nhân ra viện sớm hơn là sau một cuộc phẫu thuật. Và rất nhiều những cái ví dụ khác trong cái can thiệp, hay một cái ví dụ trong thần kinh, trong bệnh lý thần kinh đó, ví dụ một cái phình mạch nó bị vỡ gây ra một cái đột quỵ, thì ngày trước bệnh nhân phải mổ
để giải quyết cái túi phình đó, người ta phải mổ vào sâu trong nhu mô não, ví dụ ở trong đa giác Winnip chẳng hạn, người ta phải can thiệp để khâu cái túi phình đó, thắt cái cổ của túi phình đó. Một cuộc giống như một cuộc phẫu thuật thần kinh kéo dài từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ, và cái di chứng nó rất nặng nề. Nhưng ngày nay người ta chỉ cần can thiệp nội mạch, làm tắc cái mạch máu, tắc cái túi phình đó, và túi phình đấy sẽ tạo thành một cái huyết khối, và nó vĩnh viễn không phát triển cũng như không gây ra một cái tai biến nào nữa. Mà thủ thuật này chỉ kéo dài từ 2 tiếng đồng hồ, rất đơn giản, bệnh nhân có thể ra viện vào ngày hôm sau. Đây là một vài cái ứng dụng trong chuyên ngành sâu hơn, răng toàn cảnh. Đây là cái máy để chụp răng toàn cảnh. Hay trong tầm soát ung thư vú, cái máy X quang nhũ ảnh này đó, nó hơi chuyên biệt một chút, nó có độ phân giải cao hơn và dùng để tầm soát ung thư vú ngày nay được ứng dụng rất nhiều. Hay trong an ninh ở sân bay, khi chúng ta đi các chuyến bay thì tất cả những cái hành lý của chúng ta đều phải đi qua cái máy chiếu để xem có những cái thiết bị cấm vận chuyển nào không, vân vân. Hay ở trong người, chúng ta sẽ qua một cái máy rà soát như thế này, thì tất cả những cái gì thuộc về kinh khí đều chúng ta đều phát hiện ra được hết trong an ninh sân bay. Chúng ta đã xong cái ứng dụng của chuỗi máy quang, máy DNA. Hay là một số những cái lĩnh vực sâu hơn. Bây giờ chúng ta sang những thiết bị khác, đó là máy CT. CT viết tắt của chữ computed tomography, cắt lớp kiểm toán. Nó khác với X quang hình chiếu. Khi mà tia X đi qua một bộ phận của cơ thể thì nó chiếu toàn bộ cái bộ phận đó trên cái phim. Nhưng mà cái CT nó khác, hình của nó là hình chiếu của một lát cắt thôi, cho nên gọi là cắt lớp của một lát cắt thôi. Cắt dày thì hình chiếu nó nhiều, cắt mỏng thì hình chiếu nó sẽ không bị chồng lấn nhiều, và nó càng chi tiết càng dễ chẩn đoán. Đây là cái hình mà cái sơ đồ chúng ta dễ hiểu, từng lớp một chứ không, sau đó tái tạo chứ nó không cả một cái bộ phận của cơ thể. Đây là cha đẻ của máy CT, ông Hawkfield. Đấy, cái máy này nó ra đời từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, cách đây khoảng từng 50 năm rồi, phải không ạ? 50 năm rồi, và phát triển rất nhanh. Đầu tiên đó, những thiết bị của tác giả này chỉ có để khảo sát sọ não thôi, và cấu hình của nó rất là thấp. Máy là máy chỉ có một cái dãy đầu dò, gọi là máy đơn, single detector, và chỉ dùng để chụp sọ não. Cấu hình rất thấp, các em lại chỉ có 8 bậc thang sáng, và một lần scan ấy mất 4 phút. Có nghĩa là trong vòng 4 phút đó, nó ghi hình đó, phát rất nhiều tia, và cái đầu của bệnh nhân đó phải cố định tốt, chỉ cần nó lắc lắc trong vòng 4 phút đó mà di chuyển nhiều thì hình nó sẽ bị mè, coi như là chúng ta thu hình thất bại. Cái bệnh nhân phải nằm yên trong vòng 4 phút mới được một scan. Mà một cái sọ não thế này thì người ta phải cắt tối thiểu 10 scan 10 lần, và như vậy mất 40 phút. 40 phút đó mà làm yên được thì mới có hình, không thì nó sẽ bị nhòe. Và thời gian để tái tạo hình ảnh nó mất 12 giờ. Đó, cách đây 50 năm thì cái hệ thống máy tính nó rất là đơn sơ. Cái processor của nó rất là
so với bây giờ là được gấp cả triệu lần rồi, tức là tốc độ gấp triệu lần rồi. Cho nên hồi đó nó tái tạo hình ảnh nó chậm lắm. Overnight, hôm nay chụp ngày mai mới có hình. Thế nhưng chỉ cần chừng khoảng độ 30 năm sau thì đã cho ra đời những cái máy rất hiện đại, máy 64. Nó là 64 Richter đấy các bạn. Người ta gọi là 60 lát, nó không chính xác lắm. 60 lát tức là sau một lần cắt, sau một lần chụp, một lần scan thì nó có, người ta ghi được 64 cái slide. Nhưng thực tế nó hơn nhiều, bởi vì người ta đã có tái tạo rồi, qua hệ thống computer rồi. Cho nên đúng ra cái dữ liệu thô đấy nó là 64. Nếu như có 64 dãy đồi rồi thì 64 hình. Nhưng máy tính đã có thể cho ra vài trăm slide rồi. Cho nên dùng chữ editor nó chính xác hơn. Và bây giờ cái máy ấy, nó không phải chụp với sọ não nữa mà chụp toàn thân và cắt xóa nốt, cắt rất nhanh chứ không cắt từng nát một. Và nó chỉ mất khoảng độ 1/3 giây đã được một lần scan rồi. Và tái tạo hình ảnh thì một giây tái tạo được 20 hình chứ không phải là 12 tiếng đồng hồ mới tái tạo được một hình. Tốc độ nó rất là nhanh. Và cho đến bây giờ thì đã có rất nhiều những máy, những thế hệ mà nó rất hiện đại đang được ứng dụng trong thực hành như qua. Đây là những máy mà thế hệ gọi là tạm thời gọi là mới nhất. Bây giờ cũng đã bắt đầu với những cái máy 512 hay là cao hơn, nhưng mà rất là hiếm. Còn phổ biến bây giờ là máy hiện đại nhất đó là 256 detector, hay là máy của Toshiba thì đã là 320 detector. Đó là cái đầu dò đấy. 320 cái dãy đầu dò Siemens GE Philips là 256 dãy đầu dò. Tuy cái dãy đầu dò của họ thấp hơn cái Toshiba của Nhật Bản, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh thì có thể nói là tốt hơn. Anh đang làm bạn cái gì đấy? Anh đang làm cái gì? Ok. Tắt mắt đi. Dạ. Sorry. Đó, đây những máy móc rất hiện đại giúp cho thời gian chụp nhanh hơn, hình ảnh nét hơn và ứng dụng được rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tim mạch, chụp mạch vành chẳng hạn. Những máy móc hiện đại này đó sẽ chụp mạch vành mà không cần phải dùng thuốc blocker để làm chậm nhịp tim. Những máy mà thấp hơn, cấu hình thấp hơn như 64/128 thì người ta yêu cầu phải cái mạch phải đều, phải chậm thì hình ảnh mới đẹp. Còn bây giờ những móc hiện đại này đó thì có thể là nhịp tim có thể là nhanh để ta bắt chụp cho hình ảnh đẹp được. Đây là một số những cái kiến thức về về CT mà các em nên nắm được. Chụp CT thì cũng giống như X quang, người ta dùng tia X, các em cũng là tia X, mà tia X thì nó có độ thăng sáng của nó chỉ có điều là X quang thì các em không đo được cái chỉ số xem nó sáng nhiều hay sáng ít, sáng nhiều hay sáng ít. Còn trên CT thì người ta đo được, bởi vì nó là điện toán, nó là máy tính. Cụ thể là xương thì sẽ đo được cái đậm độ của nó từ 400 đến 1000, mô mềm từ 40 đến 80, nước mặc định là không, mỡ giảm dần, phổi giảm dần và khí thì là âm 1000. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì là máy ở trên CT họ đo được cái chỉ số của X quang thì không. Cho nên ví dụ một cái hình ảnh X quang phổi chẳng hạn, chúng ta thấy rằng cái phổi này nó sáng, chúng ta sợ là tim kết trúng. Thì người thì nói rằng nó sáng, người thì bảo là bình thường chứ có sáng đâu. Không có đo được trên X quang, em nhé. Kể cả trên CA và trên PA không đo được. Nhưng trên CT thì đo được, chúng ta biết được nó chính xác như thế nào. Chứ không bằng cảm tính nữa. Đó, đây là ví dụ một cái CT sọ não.
chúng tôi thấy rằng là cái mô mềm ở ngoài nó khác, xương nó khác, chất xám khác, chất trắng khác, dịch não tủy khác, đều đo được. Hay trong CT nó còn một cái thuật ngữ nữa, đó là cái cửa sổ. Cái cửa sổ giúp cho chúng ta chẩn đoán một cách chính xác, ví dụ cửa sổ xương thì giúp cho chẩn đoán về tổn thương về xương. Cửa sổ nhu mô hay là cửa sổ mô mềm lại thì giúp chẩn đoán về những cái bất thường ở trong sọ não, vân vân. Cửa sổ này có thể là tự động hoặc là chúng ta điều chỉnh để chúng ta chẩn đoán cho nó tốt. Trên X quang thì không. Trên X quang thì chụp chúng ta có thể là điều chỉnh sáng tối được, nhưng mà để về cái cửa sổ thì chúng ta không điều chỉnh như CT được. Trong CT cũng như trong chẩn đoán hình ảnh nói chung, các em nên hiểu một cái khái niệm nữa, đó là thuốc cảm quan. Thuốc cảm quan này giúp cho chúng ta phân biệt được cái giải phẫu tốt hơn. Ví dụ nếu như chúng ta có thuốc cảm quan thì chúng ta sẽ phân biệt được các cấu trúc tốt hơn trong bệnh lý ung thư hoặc là viêm vân vân. Thì thuốc cảm quan sẽ giúp sự tương phản giữa mô lành và mô bệnh lý có sự khác biệt. Và tương tự như vậy thì trong CT, trong X quang, trong MRI, trong siêu âm đều có thuốc đối quang. Thì trong siêu âm người ta gọi là thuốc cản âm, trong cộng hưởng từ là thuốc cản từ, trong CT và X quang là thuốc cản quang. Thì người ta sẽ bơm thuốc, ví dụ là thuốc cản quang đang trong nước, người ta sẽ bơm vào trong mạch máu, nó sẽ đến các mô bệnh lý nhiều hơn, những mô có nhiều mạch máu hơn, tăng sự tương phản của cái mô đó với các mô lành, giúp cho chúng ta chẩn đoán được rõ ràng hơn. Ứng dụng của CT thì có rất nhiều ứng dụng, có thể nói rằng chúng ta có thể là chụp từ đầu đến chân và chỗ nào cũng có bệnh lý, có cơ quan cần chụp CT được. Khi chúng ta về làm lâm sàng rồi, ở mỗi một cái chuyên khoa chúng ta sẽ nắm được bệnh lý nào thì sẽ cần chụp CT, bệnh lý nào có thể làm MRI, làm siêu âm vân vân, thì chúng ta sẽ đi vào sâu hơn sau này. Còn chống chỉ định chụp CT thì có một số những cái chống chỉ định tương đối, ví dụ như là bà mẹ mang thai hay là trẻ em, hay một số trường hợp chống chỉ định thuốc cản quang như dị ứng vân vân. Thì tất cả những cái chống chỉ định này nó có tính chất tương đối thôi, bởi vì chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi ích của chẩn đoán ra bệnh, điều trị cho bệnh với một cái yếu tố nguy cơ dùng thuốc cản quang hoặc là dùng tia X nó sẽ gây ra những cái nguy cơ, thì cân bằng giữa hai cái đó xem cái nào quan trọng hơn thì chúng ta sẽ có chống chỉ định hay không có chống chỉ định, có chụp hay không chụp. Ví dụ một bà mẹ mang thai, nếu chúng ta chụp tia X nhiều có thể dẫn đến cái ảnh hưởng của thai nhi sau này, có những cái ví dụ như là dị dạng chẳng hạn, nhưng nó chỉ là một cái nguy cơ thấp thôi, cái tỷ lệ thấp thôi. Trong khi cái bệnh lý của bà mẹ rất cần được chẩn đoán chính xác để điều trị cứu cả mẹ và cả con, thì lúc đó chúng ta cân nhắc có thể là vẫn chụp. Chúng ta xong cái máy CT, bây giờ sang máy MRI. MRI là viết tắt của Magnetic Resonance Imaging. Máy MRI cũng được phát hiện cùng với cùng thời với máy CT ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Máy MRI nó khác với máy CT, nó không dùng tia X mà nó dùng từ trường và những cái hệ thống computer để nó tái tạo ra hình ảnh. Chúng tôi có một số những khái niệm về máy MRI như sau. Máy MRI dùng cái từ trường thì cái khối từ đó, cái khối từ đó nó có từ trường bao nhiêu thì chúng ta gọi cái máy đó theo cái từ trường, ví dụ như máy 1.5
máy 3, máy 3 chấm vân vân là cái Tesla đó. Mỗi một Tesla nó tương đương với 10.000 Gauss, 10.000 Gauss, và từ trường trái đất thì bằng một nửa Gauss. Thì chúng ta biết rằng cái từ trường nó mạnh như thế nào. Và hiện tại bây giờ thì có hai loại máy MRI đang được sử dụng ở trong ngành y. Đó là một loại nam châm vĩnh cửu và nam châm siêu dẫn. Nam châm vĩnh cửu thì có từ trường thấp hơn, nam châm siêu dẫn có từ trường cao hơn từ 1 đến 3 các nam. Đây là một cái ví dụ bởi hình ảnh của hai cái máy nam châm siêu dẫn và nam châm vĩnh cửu. Đây nam châm vĩnh cửu. Cả một khối nam châm hình chữ U như thế này rất là lớn và máy này rất nặng. Máy này nặng chừng 16 tấn. Nặng ở cái khối từ trường này. Và nó gọi là máy mở open. Là vì nó không có cái thùng kín như thế này, không cái lồng kín như thế này. Nó như là cái hamburger vậy, bệnh nhân nằm ở giữa, cái cảm giác nó không bị ngộp thở, cảm giác không có cảm giác, không có hội chứng sợ lồng kín. Còn đây là cái máy MRI, máy đóng, clone MRI. Bệnh nhân nằm ở trong cái lồng kín này. Đây là nam châm vĩnh cửu ở đây, à xin lỗi, đây là nam châm vĩnh cửu, đây là nam châm siêu rộng. Đây là cái hệ thống sơ đồ của máy nam châm siêu dẫn để chúng ta hình dung thấy cái bàn bệnh nhân, đẩy bệnh nhân mà nằm trong lồng kính như thế này, có hệ thống một cái hệ thống coi phát và thu, và đồng thời có cái hệ thống heli trong cái lồng này. Hệ thống heli để tạo ra từ trường, còn hệ thống coi phát, hệ thống coi thu để tạo ra tín hiệu. Thế thì cái cơ chế tạo ra hình ảnh của cái cộng hưởng từ như thế nào? Thì tôi muốn giới thiệu một vài slide để chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất. Trong cơ thể của bệnh nhân của chúng ta đấy có 70% là nước. Và như vậy thì mỗi một nguyên tử nước, nguyên tử hydro đấy, nó như là một cái nam châm chu nhỏ vậy. Nó có cực bắc và cực nam. Khi bình thường chúng ta sống ở trong môi trường bình thường như thế này, nó thì khác. Nguyên tử hydro này đấy, nó phân bố một cách ngẫu nhiên, cái cực của nó ấy, hoàn toàn tùy thuộc vào cái từ trường ở vị trí chúng ta đang ngồi, đang đứng. Nhưng khi nằm ở trong cái máy đó đấy, thì toàn bộ các nguyên tử hydro trong cơ thể chúng ta, 70% là nước đó đấy, đều xoay theo một hướng hết, theo một trục hết, trục bắc nam của cái máy từ trường nó đã định sẵn. Và như vậy thì khi nằm trong máy, người ta cho máy hoạt động đó, thì người ta sẽ tạo ra một cái, người ta sẽ tạo ra một cái xung để làm thay đổi cái trục của từ trường trong cái máy đó. Khi tạo ra một xung như vậy thì nó sẽ làm lệch cái cực, lệch cái trục của nguyên tử hydro đi một chút, và người ta ngắt đi một cái, người ta không có phát nữa, thì lập tức nó lại trở về bình thường. Và như vậy thì người ta cấp cho một năng lượng để cho cái trục hydro đấy lệch đi, xong rồi người ta ngắt thì cái nguyên tử thì cái trục của nguyên tử hydro đấy, các em giải lao một chút để tôi xử lý cái này. Tiếp. Từ mấy giờ vậy? 10:30. Chúng ta khoảng 10 giờ là lễ mạng tài liệu xong. Rồi chào các em, mình tiếp tục nhé. Chụp chặt về kỹ thuật một chút. Tôi nói tiếp về cái nguyên lý tạo
ảnh trong công điện từ. Khi cấp một cái năng, một cái xung, tức là cấp một cái năng lượng cho máy cũng là cho các nguyên tử hydro trong cơ thể bệnh nhân đang nằm ở trong máy đó, thì cái trục của nguyên tử hydro nó bị lệch đi và người ta ngắt, thì cái trục nó trở lại bình thường. Như vậy để cấp thêm một cái năng lượng, sau khi mà chúng ta ngắt cái trục năng lượng ấy của hydro trở lại bình thường, thì nó lại giải phóng ra năng lượng. Chúng ta biết là năng lượng không tự nhiên mất đi, mà không tự nhiên sinh ra, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, chuyển từ cái xung phát nó về cái xung thu được cái cơ mà coi tiếp nhận để tiếp nhận cái năng lượng mà nó giải phóng ra này. Mà như vậy thì tùy thuộc vào cái năng lượng lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, mà cái hình ảnh người ta tái tạo qua hệ thống computer nó sẽ có tín hiệu cao hay là thấp. Ví dụ bệnh nhân chụp cái khớp gối chẳng hạn, thì chúng ta thấy là trong khớp gối thì mật độ hay là cái tỷ lệ của nước ở trong các mô nó khác nhau. Ví dụ trong xương thì tủy xương nó nhiều hơn là vỏ xương. Tương tự như vậy thì các thành phần khác như là sụn trên hay là dây chằng, mỡ vân vân, cơ xương nó đều có tỷ lệ nước khác nhau. Và như vậy thì nó có cái tín hiệu của nguyên tử nước ở trong mỗi một mô nó khác nhau. Và như vậy thì cái máy tính nó sẽ nhận biết được và nó tạo ra hình ảnh là cái tín hiệu cao hay là thấp. Và chúng ta được cái hình ảnh của khớp gối như thế này. Và như vậy thì trong cái khi chụp công hưởng từ, người ta có rất nhiều những cái xung để tạo ra hình ảnh nó khác nhau. Mỗi một xung nó cho một hình ảnh khác nhau, phụ thuộc vào cái thời gian mà người ta lặp lại cái sóng phát đó nhanh hay chậm, và phụ thuộc vào cái thời gian người ta từ lúc phát cho đến lúc thu tín hiệu đấy, nó ngắn hay nó dài mà tạo ra hình ảnh nó khác nhau. Ví dụ chuỗi xung T1 và chuỗi xung T2 nó có những cái thời gian phát và thời gian thu nó hoàn toàn khác nhau, tạo ra hai hình ảnh đối lập giống như là đen với trắng vậy. Đây là hai chuỗi xung mà cơ bản của cộng hưởng từ. Ngoài ra còn rất rất nhiều những cái chuỗi xung khác, hoàn toàn tùy thuộc vào cái PA và cái PE này, thời gian nó lặp lại sóng và thời gian từ lúc phát đến lúc thu nó như thế nào, mà chúng ta có những chuỗi xung khác nhau, có vài chục cái chuỗi xung cho em này. Và như vậy là có rất nhiều hình ảnh, chứ không như là CT. CT chỉ có một hình ảnh thôi, đó là cái đập độ cao hay là thấp. Còn với cộng hưởng từ nó có rất nhiều chuỗi xung, có nhiều hình ảnh của một cái mô, nhưng có nhiều cách thu hình ảnh, do đó nó có dễ dàng chẩn đoán bệnh lý hơn. Ví dụ ở trong CT, nếu như không phát hiện được sự khác biệt về đập độ của mô lành và mô bệnh lý thì người ta không chẩn đoán được bệnh lý. Ví dụ một cái ung thư gan chẳng hạn, mà ung thư này là ung thư nó thuộc cái dạng không phải là choán chỗ, mà một cái dạng một cái u nhưng mà dạng thâm nhiễm không rõ ranh giới. Khi chụp, ví dụ chụp không có thuốc chẳng hạn, thì đập độ của cái mô lành và đập độ của cái mô tổn thương nó đồng đều nhau, bằng nhau, thì lúc đó chúng ta không chẩn đoán được. Hay kể cả bơm thuốc mà cái mạch máu nó ít, nó không có sự khác biệt nhiều lắm, đủ để chúng ta nhận biết, thì chúng ta bảo rằng cái gan này không có bệnh lý. Nhưng trên cộng hưởng từ thì khác. Xung T1 có thể là đập độ của mô lành, xin lỗi, tín hiệu của mô lành và mô bệnh lý như nhau. Nhưng trên T2 thì nó sẽ bộc lộ ngay hai cái mô này nó sẽ khác nhau. Nếu chưa khác nữa thì còn có vài chục cái xung khác, nó giúp cho chẩn đoán phân biệt giữa mô lành và mô bệnh lý rất dễ dàng. Cho nên cộng hưởng từ rất lợi hại. Đây là một cái ví dụ T2 của T1. Hai cái xung này nó đối lập nhau như là đen và trắng. Chúng ta để ý cái dịch não tủy ở trong ống sống. T2 thì màu trắng, T1
T1 thì màu đen. Thế nhưng T1 và T2 thì mỡ, mô mỡ đấy đều giống nhau, đều có tín hiệu thao cả. Ví dụ mỡ dưới da đây các em này, mỡ dưới da đây, hay là mỡ ở trong bao mảng cứng ống sống, nó tăng như thế này, đều cao cả. Thế nhưng có một cái xung là xung xóa mỡ, T2 xóa mỡ thì chúng ta dịch máu tủy thì tăng, nhưng mà mỡ dưới da thì xóa hết, mỡ ở trong ống sống xóa hết. Đó, rất nhiều cách để nhận biết tổn thương nếu như nó bị kín đáo, nó kín đáo mà không dễ phát hiện trên CT thì cái cộng hưởng từ rất dễ phát hiện bởi các xung. À, đây là một ví dụ nữa, cái sọ não. T1 các em thấy có một cái bệnh lý tổn thương nằm ở bán cầu trán, bên phải là bên trái nhé, ngược lại các em nhé, bên trái thì lại là bên phải trên CT và MRI đấy. Bệnh lý này gây ra phù nề nhu mô não, đẩy lệch đường giữa, chèn ép toàn bộ hệ thống não thất ở bên trái. Trên T1 không thuốc thì chúng ta thấy nó rất khó nhận biết xem tổn thương nằm ở đâu, lớn nhỏ như thế nào. Trên T2 cũng vậy, trên T2 thì thấy là phù nề tăng tín hiệu ở bên trái, tín hiệu trong dịch não tủy màu trắng, tín hiệu dịch não tủy ở T1 màu đen. Nhưng sang T1 có thuốc, các em sẽ thấy là cái tổn thương nó ngấm thuốc rõ ràng nằm ở vùng trán đỉnh của bán cầu bên trái, ở giữa là hoại tử không ngấm thuốc, u xung quanh đây ngấm thuốc, còn tất cả chỗ khác chỉ là phù nề. Phù nề nó tăng, nó làm cho chèn ép cái mô não, đẩy lệch đường giữa đi. Đó, cái xung này và có thuốc nữa rất là hiệu quả trong chẩn đoán bệnh lý. Về cái ứng dụng của cộng hưởng từ thì nó cũng chụp từ đầu đến chân rất nhiều bệnh lý, và cái ưu điểm của nó so với CT là hình ảnh nó rất là chi tiết, phân biệt được, cho nên dùng để chẩn đoán những cái bệnh lý về thần kinh, cơ xương khớp tốt hơn so với CT. Nhưng nhược điểm của nó là ghi hình rất lâu. Một bệnh nhân nằm ở trong cái máy cộng hưởng từ và trung bình khoảng độ 15 đến 20 phút chụp. Đó, lại có vấn đề rồi. Bị lỗi các em ạ. Tôi không biết xử lý cái lỗi này như thế nào nữa, bây giờ là mất hình luôn rồi. Thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé, xử lý hình ảnh này xong rồi thì là chiều học tiếp, còn chắc 10:30 các em sẽ được học phần của thầy Lĩnh. Bây giờ chúng ta tạm giải lao nhé các em. Em nghe rõ không? Dạ, em nghe rõ ạ. Ừ, sorry các em nhé, vừa rồi trục trặc về kỹ thuật không mở ra được. Tôi thấy trong cái bây giờ lại có hai cái bài giảng luôn là phải không nhỉ? Tôi thấy có một hai cái team. Các em tập trung vào ở đây thôi nhé. Xin lỗi là đã mất hơn nửa tiếng rồi. Bây giờ cho phép tôi tiếp tục cái bài giảng sáng nay.
Các em chúng ta tiếp tục nha. Các em nghe rõ không? À, dạ rõ thầy. Dạ rõ thầy. À, chúng ta tiếp tục cái bài giảng sáng nay mình chưa có kết thúc được về các phương tiện trong chẩn đoán hình ảnh. Tôi nói tiếp về cái cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ cái còn thế mạnh của nó đó là chẩn đoán những cái cấu trúc. À, ví dụ như là thần kinh mà CT không thể chẩn đoán chính xác bằng nó được. À, cấu trúc về thần kinh, cấu trúc cơ xương khớp, những cái ví dụ như là sụn chêm, nhĩ đệm, vân vân, dây chằng thì thần kinh là một cái cộng hưởng từ là một thế mạnh của nó. À, tuy nhiên cái nhược điểm của nó là chẩn đoán rất lâu, nằm ở trong máy phải từ 15, 20, 25 phút, cho nên bệnh nhân phải hợp tác tốt và ghi hình thì bệnh nhân phải bất động được càng lâu càng tốt, cho nên đó là một cái nhược điểm của nó. Còn CT bây giờ chụp rất nhanh, chỉ có vài chục giây là xong em ạ. Có khi chỉ 20 giây là xong toàn thân, cho nên đó là cái thế mạnh của CT. Chống chỉ định thì cũng không có chống chỉ định tuyệt đối, chỉ tương đối thôi. Giống như là CT vậy, chúng ta cân nhắc. À, bây giờ có một số những cái thiết bị mà chủ yếu chống chỉ định do những cái kim loại trong cơ thể như cấy ghép hay một số những cái dụng cụ mà người ta cấy vào trong cơ thể, hoặc là một số mảnh đạn, mảnh kim loại, kim khí thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái từ trường, nó sẽ gây nhiễu cũng như là gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì đó là những chống chỉ định một cách tương đối. Tuyệt đối là ngày trước ấy là máy tạo nhịp tim, máy trợ thính hay một số kim loại ở trong hốc mắt vân vân, nó rất nguy hiểm. Thì ngày nay có một số những cái thiết bị như là điện, như là ba cái máy tạo nhịp tim hay là những cái thiết bị cấy ghép thì người ta đã thuận từ để làm titan chẳng hạn, nó sẽ không ảnh hưởng đến từ trường. Như tôi đã nói là từ trường rất mạnh và rất nguy hiểm. Vì thế các em lưu ý là khi vào trong máy thường từ là chúng ta không mang một cái gì nó là kim khí, kim loại vào trong nội tạng. Nếu các em mang thẻ ngân hàng chẳng hạn, những cái thẻ đó nó sẽ mất dữ liệu do nó ảnh hưởng đến cái SIM, ảnh hưởng đến cái xóa dữ liệu ở trong cái thẻ từ. Đây là một trong những cái tai nạn rất hay gặp, đó là cái bình oxy kia mà nó bay thẳng trong máy, nó sẽ phá hủy cái máy. Và nếu có bệnh nhân, nó va vào bệnh nhân thì sẽ rất là nguy hiểm, cái tai nạn kinh khủng, kinh hoàng thì đúng hơn. Hoặc đây là những cái thiết bị nó bị hút vào trong máy này, khi hút vào như thế này hầu như không thể lấy ra được, chỉ có một cách duy nhất đó là hạ từ trường xuống bằng cách là cho khí heli nó bay lên. Thì nó như là một cuộc nổ mà phóng tên lửa, phóng tên lửa vào không gian vậy, nó sẽ mù mịt lên và nó nhìn chung là đó là một cái mà không ai muốn cả. Và nếu như hạ cái heli như vậy đó thì phải mua lại cái heli và phải mua từ nước ngoài rất đắt, và thời gian mà họ ship đến cho rất lâu, vì cả tháng trời mới mua được cái heli, và giá của nó hàng tỷ đồng. Cho nên hết sức cảnh giác với những cái tai nạn này. Đây là cái máy cộng hưởng từ của bệnh viện Thống Nhất. Thứ nhất có cả hai máy, có máy cô bình, máy nam châm mỹ cửu và máy siêu dẫn. Khi đi ở Thống Nhất các em sẽ được học những cái máy này. À, bây giờ tôi sang một cái thiết bị, sang một cái khái niệm nữa, đó là hội chẩn từ xa. Thì những cái này dễ rồi, bây giờ chỉ cần có những cái thiết bị, rồi có những cái phương tiện đường truyền mà chúng ta hội chẩn từ xa được. Nhưng vấn đề của chẩn đoán hình ảnh là phải có những cái thiết bị mà nó lưu trữ hình ảnh tốt, truyền tải hình ảnh tốt, thì chúng ta sẽ sang một cái thiết bị. Đó là hệ thống PAC. Tôi muốn cho các em xem mà cái hệ thống PAC. Đó là hệ thống truyền tải và lưu trữ hình ảnh, viết tắt của Picture Driven Communication System. Có hệ thống này rồi đó là chúng ta không phải in phim, không còn in phim nữa, tất cả những hình ảnh nó sẽ được kết nối và được lưu trữ ở trong server, và các bác sĩ sẽ có những cái trạm làm việc để đọc phim, chứ không còn đọc trên máy tính nữa, xin đọc trên phim nữa. Các em khi đi ở Thống Nhất các em sẽ được tiếp cận cái hệ thống này.
Và khi có hệ động tác rồi đó thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống. Oh, xin lỗi. Chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống IT của bệnh viện. Hệ thống IT của bệnh viện là nó gồm có hệ thống HIS, RIS, bệnh án điện tử và hệ thống PACS. HIS là Hospital Information System và RIS là Radiology Information System, hệ thống X-quang, hệ thống thông tin của khoa chẩn đoán hình ảnh, hệ thống thông tin của bệnh viện, bệnh án điện tử, hệ thống PACS. Đây là một sự hoàn thiện. Sau này các em sẽ không cần có hồ sơ nữa mà tất cả là điện tử hết. Máy móc là điện tử hết, chỉ một cái máy tính bảng các em có thể khám bệnh, cho toa thuốc, ký số hóa. Tất cả dữ liệu đều nằm ở trên hệ thống và được số hóa. Các em chỉ cần vài cái gạt gạt vài cái nick chuột là đều có thông tin hết, chứ không phải như bây giờ. Bệnh án bây giờ nặng cả ký và 1-2 tháng là phải thay bệnh án. Và mỗi lần tra cứu tài liệu rất khó khăn. Chúng ta xong cái bài buổi sáng. Bây giờ tôi muốn giảng tiếp. Nghe các em tôi giảng được khoảng 2:30 đi. Để tôi đi họp thì các em sẽ nghỉ đến chiều để các em học tiếp bài của Minh Tường. Tôi sẽ mở bài khác ra. Xin lỗi.